Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tất Trần TV. Hôm nay thì mình đang có mặt ở Hải Phòng. Mình thấy đây là mình đang ở bánh đa cuông, nem cuông Hải Phòng đất biển. Đấy, hôm nay thì mình đến đây không phải để đi chơi, không phải để ăn chỉ ăn bánh đa cuông không, mà ngày hôm nay thì mình sẽ đến đây để gặp gỡ một trong những cầu thủ hết sức là được mọi người yêu quý. Và trước khi gặp cầu thủ đấy, chúng ta vào ăn bánh đa cuông. Tôi đã có mặt ngay trong sân Lai Châu rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chứng kiến xem là Văn Toàn sẽ tập luyện ra làm sao trong cái buổi tập này vào buổi sáng. Được biết là hôm nay thì trời rất là nóng, mà nắng, và đây là một cái buổi tập bất ngờ của các cầu thủ Hải Phòng. Và chúng ta hãy xem là với một thủ môn như Văn Toàn, một thủ môn mà đã trình diễn rất là ấn tượng, thì sẽ tập luyện như thế nào trong ngày hôm nay. Thì buổi tập của câu lạc bộ Hải Phòng diễn ra một cách rất bình thường. Nhưng điều đáng chú ý là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của câu lạc bộ Hải Phòng đã cho các cầu thủ tập luyện ở buổi sáng với một bài cường độ liên quan đến mức độ duy trì vận động để cho các cầu thủ thanh thoát hơn. Đó là mục đích chính để chúng ta cùng theo dõi một trò chơi của mình với Văn Toản sau khi buổi tập này kết thúc. Ngay sau đây sẽ là thử thách của Tất Trần dành cho Văn Toản, sút penalty. Còn đánh sút vào thì ra. Cho cà phê. Cho cà phê nhá. Cho cà phê nhá.
Quay em thử, quay em thử á. Không thử một, ăn luôn. Ăn luôn nhá. Ăn luôn. Cà phê nhá. Tưởng mới bột à. Anh em cùng đi vào, em học cả. Ăn nào. Let's go. Mấy hôm rồi á? Tối lớn 6. Kêu to đi. Tao gọi anh em vào đây. Số đông là thế, nhá. Không phải không? Đấy. Quần áo các thứ ở hai anh em rồi đúng không? Vâng. Em ở cùng anh Hiếu. Nói chung là trông đơn giản nhỉ? Vâng. Hai phòng có còn thiếu một TV chưa xong. Tức là chưa. Mình tự sắm à? Hay là không? Chung cơ hội cơ hội sắm. Cơ hội sắm. Vâng. Đơn giản không gì đúng không? Vâng. Đằng sau là lan can à? Đằng sau là lan can. Nhưng mà anh em vệ sinh. Nhà vệ sinh đây. Thoáng mát. Lan can thoáng mát. Thực ra chỗ này cũng giống cái chỗ trước ở đúng không? Cái chỗ khách sạn này. Cái công đoàn này nó thoáng hơn. Công đoàn thoáng hơn à? To hơn nhưng mà nó không có mát gì ngoài. À. Có chung là ở đây chủ yếu là tập luyện. Tập luyện thôi chứ còn ở đây chỉ là chỗ để mình nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Và gọi là ở đây là những lúc mà mình tập xong mình về, còn lại là lúc mà rảnh rỗi thì mình về nhà đúng không? Vâng. Đúng rồi, về nhà. Chẳng biết là nhà em cũng là. Sáng thì là hôm nay là bất ngờ có hai buổi. Bất ngờ tập buổi bất sáng. Bất ngờ là có buổi tập buổi sáng. Có đâu rồi. Còn lại là toàn sẽ tập vào buổi chiều các ngày. Ok, bây giờ đi tắm đi em. Trong lúc chờ ông Toản ông đang tắm thì mình đã ngồi đây ngắm một lúc quanh căn phòng, thì mình thấy ở đây có một vài thứ rất là giá trị và đáng chú ý. Đây là đầu tiên là cái loa này. Chắc là ông này rất thích nghe nhạc, để đây để nghe nhạc. Còn hướng ở ngoài cửa đó. Chắc là vừa tập gọi là gym. Ở ngoài kia anh em mình thấy cái tạ đấy. Cameraman zoom vào cho anh nhìn thấy cái tạ đấy. Chắc là vừa tập tạ vừa nghe nhạc. Thứ hai là Toản giới thiệu đây là cái găng tay bác SEA Games. Găng tay vô địch SEA Games chảy hết rồi. Không biết còn sử dụng nữa không hay để đây làm mẫu làm cảnh. Găng tay SEA Games có sử dụng nữa không hay là Toản? Đã. Găng tay SEA Games này có sử dụng nữa không? Toản vẫn dùng. Thỉnh thoảng vẫn dùng à? Ờ. Cái này mình nghĩ là nên làm kỷ vật, không nên dùng. Cái này không nên dùng. Đấy. Hả? Đối thì làm kỳ vật may bắt huy chương vàng chi game mày tưởng cả Việt Nam thì có ai được đâu. Thế nên là kỳ vật. Đấy. Thì có phòng lưu trữ kỳ vật. Thứ ba là đây là có cuốn sách hướng dẫn làm thủ môn chuyên nghiệp. Đấy. Ở đây có tất cả các cái động tác bắt rất là cơ bản. Đấy. Mình hơi bất ngờ một chút bởi vì là trước đến thăm phòng anh em cầu thủ thì cũng rất ít những cái cuốn sách dạy. Đây, ông chỉ cho tôi tại sao trong phòng ông là có cuốn này đấy. Thầy Bắc cho em. Cái gì? Thầy Bắc cho luôn à? Ừ, thầy Bắc trong đợt đi U23 châu Á. Thế á? Mỗi anh em được một quyển. Mỗi thủ môn được một cuốn luôn. Hay quá. Thế mày có đọc không ấy? Đọc có chứ, đọc hết rồi. Đọc hết chưa? Em đọc hết rồi. Thế cái cuốn này khác gì cái cuốn ở Việt Nam không? Có đấy, rất nhiều. Đây là cuốn của bên Hàn Quốc. Nhưng mà tức là những cái thế này tư thế là của bên của chúng nào thì thế này anh hỏi là cái thế này nó có khác gì với cả cái thế cơ bản em học từ ngày xưa không? Có khác hơn à? Khác hơn. Bởi vì đây là cuốn này là cuốn cơ bản basic mà cái cơ bản của nó bọn nó đã khác bọn em rồi thì chắc chắn là cái
cái cách bắt của người ta khác bọn em đúng không? Thế đọc xong cuốn này có thấy mình tiến bộ hơn nhiều không? Có nhiều cái mình tự hỏi được. Nhiều cái tự hỏi được. Mình học ra được, mình nhìn ra. Thế cái cuốn này có chia sẻ cho anh em đấy không? Chia sẻ cho anh em trong đội không? Có, thích rồi. Có. Em tức là cuốn này đọc xong rồi. Xong rồi. Hay quá cuốn này. Đấy các bạn thấy không? Trong phòng này mình nghĩ chắc cái này là giá trị nhất với một chủ môn. Còn lại loa hay là tất cả những cái thứ khác thì là vật dụng cá nhân thôi. Các bạn thân mến, đây chính là chiếc áo SEA Games đúng không? U23. U23 châu Á. U23 châu Á số 18. Có gần như tất cả chữ ký. Tất cả. Nguyễn Văn Toàn số 18 chính thức được chuyển nhượng cho tớ các cậu. Thank you. Chúng ta có Đình Trọng, Thành Trung, Eli, Tiến Linh, đây ai? Bảo Toàn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, Chiến, Việt Anh, Huỳnh Tiến Sinh, Nguyễn Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dũng, đúng không? Vâng. Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Hữu Thắng của Viettel, đúng không? Triệu Việt Hưng, đây là ai? Mạnh Dũng, Viettel. Mạnh Dũng Viettel, Ngọc Bảo, Phú Hiến, em và của Toàn. Thế là cũng thiếu một thầy Bắc thôi. Đúng không? Thiếu ban huấn luyện. Thiếu ban huấn luyện. Ok. Chiến binh sao vàng, ô áo bên trong có chữ này cơ. Rồi, đây sẽ là món quà kỷ niệm của mình. Em tập thôi, đi thoảng lôi tập chứ nói thì lôi thi đấu. Tức là cái găng tay này là bắt từ trong tất cả các giải trận đấu tại SEA Games đấy. Bây giờ nó đã chảy xước rồi. Chảy xước nhiều. Các bạn thấy không? Toàn không biết cái này giá trị và ý nghĩa như nào. Và bây giờ vẫn đang lôi ra để để sử dụng. Ok. Rồi, cơ bản là như thế. Chúng ta đã tham quan đầy đủ phòng của các Toàn rồi. Hôm nay thì đến đây để biết được các Toàn ăn như thế nào tại nơi ở mới các bạn.